một trận đấu quốc tế. Lần cuối Sông Lô Việt Trì tổ chức một trận đấu quốc tế là tại SKDA năm 1954. Giải bóng đá quân đội các nước xã hội chủ nghĩa. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang giữ được sự uyển chuyển trong cách chơi của mình. Ngày đáng nhớ với những người bóng đá của tỉnh Phú Thọ. Trận đấu ngày hôm nay diễn ra ở sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã thu hút đông đảo khán giả trong cả nước. Cầu thủ Myanmar đã cho thấy tinh thần cũng như nền thể lực rất tốt. Tuy nhiên sự lắp ép có lẽ chưa được nhuần nhuyễn. Huấn luyện viên người Bulgaria, ông Popov mới nhận nhiệm vụ. Bóng đá Myanmar đã mời ông Popov để hướng đến chiến dịch SEA Games. Đường chuyền hết sức nguy hiểm. Bóng được chuyền cho tiền đạo Win Anh Tun. Thực ra thì đó cũng là điều rất dễ hiểu và cũng là cần thiết để hoàn thiện thêm từ giờ cho đến SEA Games. Cầu thủ mở tỷ số với cú đá chân trái sở trường là Triệu Việt Hưng. Việt Hưng là người đã từng đánh đầu ghi bàn thắng rất quan trọng với Indonesia ở trận đấu thứ hai của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Các trận đấu vòng loại diễn ra ở sân Mỹ Đình. Đây là tình huống đá phạt mà chúng ta phải rất cảnh giác bởi vì trời mưa. Đến lúc này thủ môn Bùi Tiến Dũng rất nhàn nhã. Bùi Tiến Dũng cũng sẽ vào sân. Pha bóng không nguy hiểm với Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng chuyền về cho người anh trai Bùi Tiến Dũng. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.